Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với shopmosu.com, địa chỉ mua bán chất lượng. Ở trên shop của mình hiện tại bây giờ đang có nhận giao bán rất nhiều và rất nhiều ác game. Orange Bao Quy, Danh Tướng Bao Quy, Thiếu Niên Tướng Bao Quy, Kho Báu Huyền Thoại, Hải Tặc Đại Chiến, vân vân và mây mây. Rất nhiều tựa game được giao bán ở trên shop của mình. Người chơi có thể truy cập vào website để tìm mua những cái ác game mà mọi người cần. Và cũng có thể đăng bán app game trên shop của mình bằng cách liên hệ với mình. Tất nhiên là sẽ mất một khoản phí nhỏ và có thể thoải mái đăng bán app. Ok. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con ác có cách chơi khá là thú vị ở bản Trung Quốc. Một trong những thể loại mix team mà phải nói là rất là hiếm có ở trong những cái app top server. Thật sự là rất là hiếm luôn á. Vì đây không phải là mix thể loại là mix tướng tướng thấp vào để lấy chỉ số, để lấy khống chế, mà là mix hẳn một con tướng làm đam chính luôn. Có lẽ là bạn ấy đã thấy được uy lực của tôn sách sao? Tôn sách vào team thủ. Tôi nay sẽ có Triệu Vân. Quả lực có vẻ là cũng khiếp đấy nhở, cân bằng luôn. Nhưng mà nếu anh em để ý kỹ thì rõ ràng là ad này đẩy đồ cho sách nhiều hơn, đặc biệt là cái tính năng mới, tính năng up cái bảo vật và ngựa. Đây là một cái tính năng mới trong game vừa được update từ tháng này luôn, đẩy rất là cao. Bảo bảo vật ở bên này là cái kia là ấn và ngựa, chứ bảo vật của tôn sách cũng được đẩy lên này, cũng được đẩy cái này gọi là cái gì, quên sử tôi quên quên sử ấn cái gì là khắc ấn à. Đấy đó là về tốt sách. Xe trang bị cho bạn mà trang bị về tốt sách này. Đó, Triệu Vân này khá tương đồng nhau thôi. Đó, hình này dùng thêm Khương Duy bằng thống ba con support đấy bạn, ba con support và Nam Họa và Thủy Kính Tiên Sinh. Đấy, Thủy Kính với bằng thống cộng với Khương Duy. Khương Duy có rất nhiều khống chế trên người, nhưng mà khống chế đa phần là khống chế bút. Đó, à không, rất nhiều hiệu ứng ở trên người, đúng rồi, hiệu ứng bút. Bởi nhảy rất là dị luôn, rất là dị. Nhớ anh em sẽ bảo tại sao có thể làm được, bởi vì nếu như nuôi từ đầu sau này đẩy về sau rất khó đổi sang xanh như này. Gần như là chuyện là không. Ở bản Trung Quốc khi mà thời điểm ra mắt con Thủy Kính Tiên Sinh sẽ có một cái shop. Cái shop đấy bằng việc các bạn đưa tướng, đưa con tướng tới chất 16 vào để đổi ra một cái loại đá. Và cái đá đó các bạn dùng để mua những con tướng chất mua dương chọn chất 16. Có nghĩa là ví dụ các bạn dư ra các lượng, các bạn dã ra các lượng ra đấy, lấy đống ra các lượng đấy vào shop đổi hết thành đá, cứ một con ra các lượng là bằng một viên đá rồi. Cái đá đấy sẽ đổi được, ví dụ đổi được 100 đá thì bạn sẽ đổi được 100 dương, 100 dương các bạn lấy ra chọn tôn sách đấy, các bạn lại áp được đấy, rất là thú vị nè. Có lẽ là cái meta từ sau này, nếu như nhiều thanh niên mà muốn đổi lên kiểu này chắc chắn sẽ rất là thú vị. Sẽ kéo sau này sẽ mở thêm một số những cái ô lắp thêm tướng là một cái trợ đồng hành trợ chiến cũng được tăng thêm rất là nhiều rồi. Đấy, cuốn sách chuẩn meta idol của tôi trở lại, idol của tôi vào cả team thục luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi, nào bây giờ chúng ta sẽ vào xem một trận PK so xem cái đội hình này sẽ như thế nào. Ác này lực chiếm 138k thì phải, còn ác kia là 133 mấy tôi không nhớ. Còn ác bên bên tay phải màn hình của mình thì lực chiến là 211 à quên, 1 triệu chứ nhỉ, 1 triệu 290k đấy. Còn bên này là 1 triệu 300 bao nhiêu, 1 triệu 320, 1 triệu 380 hay là 380 tôi không rõ lắm đấy. Nhưng mà đây là những cái trận gọi là kiếm là trận cân bằng lắm rồi, chứ còn không ra đấu tiếp tiếp theo thành thành nhân này gặp thành nhân top một server thôi vã thì như con luôn. Thành nhân kia gần hai gần hai gần hai hai gần hai 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 tỷ rồi. Hình như tôi đọc sai, một phải là 138 chứ nhỉ. 138 triệu, 138 triệu. Thế nhưng bên này là 129, thế nhưng mình là 138 hay 132 gì đó rồi, quên mất, loạn hết cả lên. Tí nữa thanh niên này gặp mình sau đây một trận gặp cái top 1 nữa, top 1 server thế nhưng 100 gần 2 tỷ được chiếm quái đái luôn. Tính ra là trận này đánh rõ ràng là cái sự chênh lệch về 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 lực nó nhiều hơn là có cái
sức mạnh, về team, về tướng. Rõ ràng chúng ta xem thấy cái chênh lệch về lực chiến thì nhiều hơn. Cái này con Triệu Vân băng đau, Tôn Sách băng đau. Có lẽ là vấn đề nằm ở việc là tem thuộc ngoài Triệu Vân ra thì những cái con tướng mà được coi như là lực chiến ổn khá là hiếm nhỉ. Hương Duy càng ngày nó càng mất đi cái chất tam của nó. Quan Vũ thì lại bị kháng quá nhiều. Mã siêu là cái bài đẹp nhất để sử dụng, đa phần dựa vào mã siêu, nhưng mà càng lên cao thì rõ ràng cái chất 12 thì sẽ không bao giờ bằng chất 16. Mà Tôn Sách bây giờ thì nó lại vãi lãi quá. À 100, à quên, không phải 136 triệu. À, còn bên này là 129 triệu. Cần bằng lắm rồi đấy. Rồi, giờ sẽ là một chiếc top 1 đi. Tính ra là chênh nhau như này mà đánh gần như là không có gì gọi là cân. Uầy, gặp luôn idol Kim Ngô luôn ạ. Gặp luôn idol Kim Ngô rồi, toàn rồi. Cuốn sách này có khống chế thì khống chế vào main. Đó, khống chế vào Cam Ninh. Chế vào Cam Ninh, bên này. À, bên này dưới là con Nam Hoa. Triệu Vân đâm hàng này, Triệu Vân đâm hàng của Văn Ương Lục Tốn, không biết có làm gì không, nhưng mà Nam à quên, Thủy Thủy Kính là toàn đấy ạ. Tốt mít chưa, à đâu mít thì đéo được, làm sao mà mít được. Ui đàn nó đúng cái niệm tranh lịch chiến ạ. Ui nó gõ từ một cái rồi mới hút. Thế thì đội hình này chắc chắn là còn phải lâu dài nữa, khi mà chúng ta sẽ phải tìm kiếm những cái trận TK mà nó phải thực sự cân nhau cơ. Số tuần 136 với 129 thì cũng chênh nhiều, cũng gọi là chênh nhiều rồi. 136 với 132, 134 là đẹp. Khó quá. Lực bên kia nó mạnh quá, bên này không đỡ được. Tổng sách nó quẹt một cái mà hút luôn ạ. Kiếp đời. Tam giờ nó cũng ảo lắm cơ. Không có một tí gì cân cả, không có một tí gì gọi là cân bằng ở đây luôn ạ. À, thanh niên bây giờ, à trận này là trận trước, bây giờ bản mới nó vừa mới update, đúng rồi, bản mới vừa mới update, thế là nó bị chênh lực chiến thì khá nhiều. Thanh niên kia gần 2 tỷ rồi, với lúc nào anh nhấn đạt 2 tỷ mình sẽ có video review cho mọi người. Đây, định sâu cho nhau một vài trận PK rực lửa của thanh niên này, nhưng mà thực sự hơi thiếu video một chút, anh em thông cảm. Mình sẽ cố gắng theo dõi những cái hoàn thành PK tiếp theo, nếu như mà thanh niên ấy vẫn giữ đội hình như vậy và có những cái trận PK kiểu nó sát sạt nhau hơn, chúng ta sẽ có thể nhận xét được là cái đội hình này thực sự là có hiệu quả hay không. Đấy, cái này chỉ là video sâu cho mọi người xem cái đội hình nó dị như vậy thôi. Rồi ok, video ngày hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người.